Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của em Ngọc, em Ngọc thanh lý xả cái lô mai giống mai ghép bên dụng em Ngọc cho cô chú anh chị mình sưu tầm về mình lấy giống ha cô chú anh chị ha. Đó, một mình cho tết cũng được cô chú anh chị. À, giá cả hợp lý lắm cô chú anh chị ha. Hôm nay thanh lý xả giá cực kỳ rẻ luôn nha. Và không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp lên Ngọc, em Ngọc chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi Ngọc chào cô chú anh chị giùm anh đi Ngọc. Dạ em chào anh, dạ con xin chào chú ba anh chị ạ. Rồi hôm nay tiếp tục lên xả cái lô mai ha. Dạ. Rồi vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ha, mã số nói tiếp với trước luôn ha, là mã số 31F ha. Dạ. Rồi là một cây giáo hoàng kim em ha. Dạ. Rồi giáo hoàng kim nha cô chú anh chị ha. Cây này ghép được 6 bo. Dạ cây này mệnh thân là được 23. Rồi. Chiều cao là được 42. Tán ngang là được 37. Rồi. Dạ cây này có xin giao lưu là 500. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 32F. Mã số 32F. Rồi một cây giảm như ý ha. Dạ. Cái này bo già của chú anh chị, hàng bao chuẩn giống nha cô chú anh chị ha. Dạ cái này quanh thân là được 17. Rồi, nút nụ nè cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 74. Tán ngang là được 57. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 500 ạ. Rồi đó cái luôn ha. Rồi tiếp theo cái mã số. Mã số 33F. Rồi 33F. Rồi một cái giảm như ý nữa ha. Dạ. Rồi thông số luôn em ha. Dạ cái này quanh thân là được 16. Rồi. Chiều cao là được 76. Tán ngang là được 58. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 500 ạ. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 34F. Rồi, một cây nhị ngọc tàn ha. Dạ. Rồi cái này cái tàn cũng khá này, cái này dằn tàn ra một cái là cái tàn dữ lắm nha cô chú anh chị. Dạ cái này hoàn thân là được 18. Rồi, nút nụ thì bao luôn cô chú chiều anh chị. Chiều cao là được 83. Tán ngang là được 67. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 550k ạ. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 35F. Rồi. Cũng là cây nhị ngọc tàn. Rồi cái tàn quá trời luôn ha. Thông số luôn em ha. Dạ cái này quanh thân là được 20. Rồi. Chiều cao là được 71. Tán ngang là được 74. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 550k ạ. Rồi ok luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã 36F. 36F cũng là một cây bình lợi ạ. Rồi cái tàn dễ thương ha. Rồi thông số luôn đi em. Dạ cây này quanh thân là được 16. Rồi. Chiều cao là được 59. Tán ngang là được 60. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 500, 400 ạ. Rồi 400 ngàn ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 37F. 37F. Rồi cây số mình lại ha. Dạ. Cây này lên nụ cũng ok á cô chú anh chị. Dạ cái này quanh thân là được 17. Rồi. Chiều cao là được 61. Rồi. Tán ngang là được 57. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 400 ạ. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 38 cũng là một cây nhiệt toàn. Rồi cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Dạ cái này quanh thân là được 19. Rồi ngốc nụ nè. Chiều cao là được 86. Rồi. Tán ngang là được 79. Rồi. Dạ cây này cũng xin giao lưu là. Dạ cây này con xin giao lưu là 600. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. 39F cũng là một cây như ý rồi. Rồi cái này về lấy bao ok cô chú anh chị ha. Dạ cái này quanh thân là được 18. Rồi. Chiều cao là được 61. Rồi. Tán ngang là được 57. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 400 ạ. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 40F. Rồi. Ok số mình lại nữa ha. Dạ. Rồi. Cây này cũ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ cái này quanh thân là được 18. Rồi. Chiều cao là được 63. Cây này có nụ nha. Cây này về mình cho tết được nha cô chú anh chị ha. Mỗi mắt lá luôn nụ á. Tán ngang là được 49. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 500 ạ. Rồi cái này clip luôn ha. Dạ cái này cũng một cái clip rồi. Rồi chào hết luôn giùm anh. Dạ em chào anh ạ. Dạ con xin chào chú ba anh chị ạ. Con mong cô chú ba anh chị ủng hộ cho con ạ. Rồi em muốn thay mặt cho kênh cũng như Ngọc cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.